con rùa lên xe tải này. Đấy, xe vận tải vận cẩu đấy. Các bạn ơi, xe cần cẩu chuyên đi giải cứu khủng long này. Ui, xe tải chở rùa khổng lồ các bạn ạ. À, các bạn ơi, ở đây có xe tải chở ô tô đồ chơi này. Wow, xe tải chở đồ húp này. Wow, xe tải chở rất là nhiều xe ô tô, xe bít đồ chơi đấy các bạn ạ. À, toàn là xe đồ chơi xịn thôi. Pi 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 pi. Bèn nhạc. Wow, các bạn ơi, bây giờ cùng mình khám phá xem có xe gì xịn không để chơi thôi. Nào, cùng mình đi tìm nhá. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe tải chở một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Đấy, xịn xò chưa. Bây giờ mình sẽ thử con nào. Pi 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 pi. Wow, ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi cẩu rác nhá. Đây là một chiếc xe chuyên đi cẩu rác xịn xò này các bạn ơi. Wow, pi pi pi. Đây là một chiếc xe chuyên đi cẩu rác các bạn ạ. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn chiếc xe này nào. Lân cần này, lân cần này. Wow, chiếc xe này đẹp quá các bạn nhờ. Pi 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 pi. Đây nữa, đây là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát nha. Xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát tốc độ đỉnh cao luôn. Wow, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe gì nào. Đây, có một chiếc xe này là một chiếc xe máy xúc cát nha. Đây là một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá các bạn ạ. Ui, xịn xò chưa. Wow, đấy, đẹp chưa này. Wow, pi 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 pi. Ui, các bạn ơi, đây nữa, đây, đây, có một chiếc xe máy xúc cát có gầu bằng sắt luôn nha. Đó, xịn xò chưa. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ui, đây là một chiếc xe máy xúc cát có gầu bằng sắt luôn, xịn xò luôn. Mình bật lên có tín hiệu nha. Đấy, có tín hiệu. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Lùi lùi lùi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát xịn quá. Pi 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 pi. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát xịn xò luôn. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi có cả máy bay, có cả xe tăng xịn xò đấy các bạn ơi. Đấy, đấy, bộ đồ chơi này mới và đẹp quá các bạn ạ. Đây, có một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát bán tải này. Đây là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát đấy. Xe vận tải vận cẩu xịn xò đấy các bạn ơi. Đó, đây là xe bán tải nha. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ô tô bán tải xịn xò quá các bạn ạ. Bây giờ mình chạy thử luôn nha. Chiếc xe này xịn lắm nha. Bây giờ mình chạy thử luôn nào. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu móc xịn xò đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đẹp quá các bạn ạ. Nào, bây giờ mình phải cho các bạn cùng xem, đây là một chiếc xe cần cẩu móc, phải nói là quá là đẹp luôn. Các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe cần cẩu móc này không? Ui, đẹp quá các bạn ạ. Lân cần luôn này. Lân cần, đây là một chiếc xe cần cẩu móc, phải nói là quá là xịn luôn. Pi pi pi. Động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ơi. Pi 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 pi. Ui, đây có một chiếc xe này là một ô tô, rất là nhiều ô tô nha. Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe dọn rác xịn xò này các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe dọn rác đẹp quá các bạn ạ. Ui, động cơ rất là mạnh luôn. Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe bồn chuyên đi đi trộn bê tông xịn xò này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa nào? Wow, hay chưa? Wow, động cơ rất là mạnh các bạn ạ. Ui. À, đây có một chiếc xe bíp nè. Đây là một chiếc xe bíp rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, bíp 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 bíp. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát nha. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Đó, pi 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 pi. Đây là một chiếc xe bíp nha. Đây là một chiếc xe bíp rất là đẹp các bạn ạ. Wow, chiếc xe bíp này xịn xò quá các bạn ơi. Ui, đẳng cấp luôn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đấy, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá đẹp các bạn ạ. Ô, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô ấy các bạn ạ. À, đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu chuyên đi giải cứu ô tô rất là đẹp luôn. Pi 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 pi. Đây, một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cứu hộ khủng long ba sừng này các bạn ơi. Đó, đẹp chưa? Đấy, pi 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 pi. Ui các bạn ơi, đây, 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 đẹp chưa này. Đây rồi, đây có một chiếc xe ô tô này, đây là một chiếc xe ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, các bạn máy xúc cát nha, đây là xe cần cẩu múc cát điều khiển từ xa này, rất là đẹp này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Ồ, xịn xò chưa. Đấy, đẹp chưa này. Wow, đó, xịn xò chưa. Đây, 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 có một chiếc xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát này.
Đó, xịn chưa? Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này thì comment dưới bình luận cho mình biết nhá. Một chiếc xe ô tô ấy đẹp quá các bạn ạ. Đó, đây đây có một chiếc xe này là một chiếc xe lưng hàng này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe chuyên đi lưng hàng rất là xịn sò này các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy. Đấy các bạn ơi, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe chở tên lửa xịn sò nhá. Đấy, một chiếc xe chở tên lửa đẹp quá các bạn ạ. Wow, xịn sò chưa? Đây nữa mình còn tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe dọn rác nhá. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi dọn rác rất là đẹp này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Wow, đấy, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe trộn bê tông xịn sò đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe vận tải vận cầu các bạn ơi. Xe vận tải vận cầu rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Wow, nào tiếp theo là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Wow, một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, xe trộn bê tông rất là xịn sò nha. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, đó, hay chưa, xoay bồn cho đầu bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ cùng mình đi tìm những chiếc xe đồ chơi mới hơn, xịn hơn đi. Đây, bên này có một chiếc xe địa hình rất là đẹp này các bạn ơi. Đây là mới chiếc xe địa hình nha. Đây, có một chiếc xe địa hình nữa này các bạn ơi. Đây, đây là một chiếc xe địa hình. Đây là, đây còn rất là nhiều xe đồ chơi nha. Đây, có rất là nhiều xe đồ chơi rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ cùng mình khám phá nào. Đây là máy xúc cát nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát rất là đẹp luôn nha. Múc nào. Đấy, các bạn thấy không? Còn rất là nhiều đồ chơi nha. Đây là một chiếc xe máy xúc cát nha. Wow, múc nào. Đó, đây là một chiếc xe xe con vịt đạp xe nha. Đó. Đây là một con vịt đạp xe rất là đẹp luôn nha. Đó, xịn xó chưa? Pip bốc đầu. Wow, một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Pip. Đó, đây là xe cần cẩu móc ấy các bạn ạ. Một chiếc xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ luôn. Đó, chiếc xe này to, màu đen này. Màu đen và màu đỏ các bạn nha. Chiếc xe này màu đỏ đen, rất là to luôn. Siêu bự luôn đấy các bạn ơi. Ở đây có hai chiếc máy xúc cát này. À, đây có một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy các bạn ơi. Xe cứu hỏa to bự luôn nha. Xe cứu hỏa có vòi phun nước này. Đó, cái vòi phun nước ấy các bạn ạ. Ui, chiếc xe này to. Nào, đây là một chiếc xe cứu hỏa siêu to nữa này các bạn ơi. Chiếc xe này siêu to khổng lồ luôn. Đó, chiếc xe này có thể mở được cánh cửa đấy các bạn ạ. Đó. Chiếc xe này màu đỏ các bạn nha. Một chiếc xe cứu hỏa siêu bự màu đỏ. Ở bên trong có hai ghế ngồi luôn. Đó, to. Ở bên này còn mới chiếc xe rất là to này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu nha. Xe cần cẩu siêu to khổng lồ ấy các bạn ạ. Đó, xe cần cẩu đấy. To lắm các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ cẩu máy xúc cát đây nhá. Đây, mình sẽ cẩu máy xúc cát ba sừng này. Đấy, lên cao luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình cẩu máy xúc cát khủng long ba sừng lên cao luôn nhá. Đẳng cấp luôn. Nào, xe bán tải này. Mình cẩu xe bán tải lên cao luôn này. Rồi, mình sẽ cẩu vào đây nhá. Đó. Các bạn thấy không? Đây là xe bán tải nhá. Đây, có một chiếc ô tô cảnh sát này. Hai chiếc ô tô cảnh sát này. Ba chiếc ô tô cảnh sát này. Bốn chiếc ô tô cảnh sát này. Năm chiếc xe ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Sáu chiếc ô tô. Bảy chiếc ô tô này. Tám chiếc ô tô này. Chín chiếc này. Mười chiếc ô tô cảnh sát các bạn ạ. Đây là xe rất là nhiều xe đẹp luôn. Đây mình xem có xe gì xịn không nhá. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông mở cửa này. Đó, có xẻng xúc bê tông này. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đi làm việc thôi. Nào, bây giờ giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bíp nha. Xe bíp này có âm thanh luôn nhưng mà không có pin các bạn ơi. Xe bíp chở các bạn học sinh đi học đấy. Đó. Bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này. Bíp 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 bíp. Wow, hay chưa? Nào các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bíp nha. Xe bíp chở các bạn học sinh đi học, có cửa đi lên, có cửa đi xuống. Đó, màu đỏ các bạn nha. Pip 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 pip. Nào, đây giới thiệu với các bạn, đây là máy xúc cát nha. Xe cẩu chuyên đi múc cát nha. Pip 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 pip. Wow, các bạn thấy chiếc xe cẩu này có đẹp không nào? Nào, pip 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 pip. Đó, các bạn ơi, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe
Xe này cũng là xe bíp ấy các bạn ạ. Xe bíp chở các bạn học sinh đi học có đèn luôn nha. Chiếc xe này có đèn rất là sáng luôn. Bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Đó, xịn chưa? Các bạn ơi, tiếp theo nào. Ở đây có một chiếc xe cứu hộ một con thỏ nha. Đó, xe cần cẩu cứu hộ ấy các bạn ơi. Bíp 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 bíp. Bây giờ mình chạy luôn nha. Nào, win 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 win. Bíp 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 bíp. Wow. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe bồn chở xăng dầu nha. Xe bồn này chuyên đi chở xăng dầu ấy các bạn ơi. Win win. Bíp 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 bíp. Đó, các bạn thấy không? Tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe bồn chở nước tưới cây này các bạn ơi. Đó, bíp 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 bíp. Xe bồn chở nước tưới cây đấy các bạn ạ. Wow, động cơ rất là mạnh luôn. Win 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 win. Bíp 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 bíp. Nào, bây giờ cùng mình đi nhặt đồ chơi nhá. Đi nhặt thôi các bạn ơi. Tèn 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 là ui, ở bên này mình phát hiện ra rất là nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Đây mình xem có xe gì xịn đúng nhá. Đó, rất là nhiều xe luôn. Một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu ô tô cảnh sát này. Đó. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc nha. Có cái móc này các bạn ơi, màu vàng nhá. Xe cần cẩu móc màu vàng đấy. Nào, đây có một chiếc xe bồn chở xăng dầu cái rất là dài này các bạn ơi. Đó, xe bồn chở xăng dầu đấy. Wow, một chiếc xe ben khủng long này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ben khủng long nhá. Wow, xe ben khủng long đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cứu hộ này. Đó, một chiếc xe cứu hộ nhá. Ui, xe tải ben địa hình ấy các bạn ạ. Đây là xe tải ben địa hình đấy, rất là xịn luôn. Đây là xe cần cẩu móc cảnh sát này. Xe cần cẩu móc đấy các bạn ơi. Wow, một chiếc xe bán tải nha. Xe này là xe cảnh sát, xe bán tải mở cửa luôn này. Đó, một chiếc xe bán tải cảnh sát rất là xịn luôn. Đó, đẹp chưa? Wow. Nào, bây giờ giới thiệu với các bạn một chiếc xe cứu hộ nha. Đó, xe cảnh sát đấy các bạn ơi. Wow, xịn chưa? Ui, đây là xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Đó, các bạn này giờ cùng mình chơi trò chơi hớt hớt xe đồ chơi dưới nước nha. Đây, rất là nhiều xe đồ chơi dưới nước này các bạn ơi. Nào, hớt nào. Wow, các bạn thấy không, mình hớt được rất là nhiều xe rồi đấy. Wow, các bạn thấy không, một rổ xe đồ chơi luôn. Mình hớt được một rổ xe đồ chơi luôn này các bạn ơi. Wow, quá là nhiều xe luôn này. Wow, các bạn thấy không, một rổ đầy xe đồ chơi luôn đấy các bạn ạ. Wow, wow, các bạn nặng quá, nặng quá, bán ra xe xịn này các bạn ơi. Đó, một rổ xe đồ chơi luôn. Các bạn thấy không, bây giờ cùng mình tìm tiếp thôi. Mình tìm dưới nước xem mà tìm được cái gì không nhá. Đó, mò nào. Ui, các bạn ơi, mình phát hiện ra hai chiếc xe nữa này. Đó, đây mình mò tiếp này. Wow, một chiếc xe nữa này các bạn ơi. Một chiếc xe nữa nha. Đây nữa các bạn ơi. Đây, còn mò được cái gì nữa không nào. Wow, một chiếc ô tô này các bạn ơi. Một chiếc ô tô nha. À, một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Đó. À, một chiếc xe mini nhá. Xe màu tím ấy các bạn ạ. Đó, xe đua mini màu tím nha. Rất là đẹp. Wow, bây giờ đi tìm xe đồ chơi thôi các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe cẩu múc cát màu xanh này. Đó, xe cẩu múc cát màu xanh đấy các bạn ơi, rất là xịn sò luôn đấy. Rồi, cho vào cái xe của mình thôi. Đây là một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Đó, xe xúc nật đấy. Đó, đẹp chưa? Nào, đây là bông lúa này các bạn ơi, bông lúa đấy. Đó, sắp gặt lúa rồi các bạn nha, sắp được gặt đấy, sắp chín rồi. Nào, tiếp theo nào. Ở đây có một chiếc xe cẩu múc cát này các bạn ơi. Xe này chuyên múc cát nha. Rồi, đi tiếp thôi bạn ơi. Đi sang mình em tìm được cái gì nữa không. Wow, ở đây lại có một chiếc xe. Đây là máy bay trực thăng các bạn nha, máy bay trực thăng nha. Bay lên bầu trời cao luôn đấy các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không, máy bay trực thăng đấy. Bay qua những ngọn lúa kìa các bạn ơi. Wow, hay chưa. Các bạn thấy ngầu chưa rồi. Bây giờ cùng mình khám phá tiếp. Một chiếc xe cặp gỗ này các bạn ơi. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn. Nào, đây có một chiếc xe xúc nật nữa các bạn ạ. Đây là một chiếc xe xúc nật đấy. Wow. Ở đây có một chiếc xe bồn chở bê tông nữa này các bạn ơi. Xe bồn chở bê tông ấy rất là xịn luôn. Đó. Ui. Ở bên này có một chiếc xe tăng quân sự nữa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng nha. Đó, mình bật lên này. Ô, chiếc xe tăng này đẹp chưa này các bạn ơi.
Wow, một chiếc xe tăng quân sự rất là xịn sò đấy các bạn. Quá là đẹp luôn. Ồ, xịn chưa rồi, mình tắt chiếc xe tăng này đi nhá. Để đây nhá, rồi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này. Đó, một chiếc xe bồn chở bê tông nhá. Ui, ở đây có một chiếc tàu điện siêu tốc độ này các bạn ơi. Tàu điện siêu tốc độ nhá. Rồi, ở bên này có hai món đồ chơi nữa. Đây là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe lửa nhá. Ui, ở bên này có cả robot trong suốt này các bạn ơi, đây là robot trong suốt nhá. Wow. Các bạn ơi, bây giờ cùng mình xúc cáp để tìm xe đồ chơi nhá. Nào, xúc cáp nào. Wow, xúc nào. Xúc nào. Wow, ở đây có một chiếc xe cần cầu móc nhỏ nhỏ này, màu đỏ này các bạn ơi. Đây là xe cần cầu móc nhá. Có một chiếc xe cần cầu móc đấy các bạn ơi. Nào, xúc tiếp nào. Wow. Một chiếc xe bồn chở bê tông các bạn ạ. Xe bồn trộn bê tông khủng long nhá. Đó, ui. Tiếp nào, tiếp nào. Wow, đây là người khổng lồ xanh The Hulk này các bạn ơi. Đây là The Hulk nha, người khổng lồ xanh ấy, rất là khỏe luôn. Cứ bóc quần cuộn luôn các bạn ạ. Đó, người khổng lồ xanh nha. Wow. Đó, các bạn thấy không? Đây là ô tô cảnh sát này. Ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Đó. Tiếp theo là xe cứu hỏa chữa cháy này các bạn ơi. Xe cứu hỏa chữa cháy nhá. Nào, bây giờ mình sẽ bới tiếp để tìm tiếp. Wow, có hai chiếc xe này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tăng các bạn nhá. Đây là một chiếc xe tăng nhá. Đấy, một chiếc xe tăng rất là xịn sò đấy các bạn ạ. Wow, đẹp chưa? Rồi, bây giờ cùng mình khám phá. Đây là xe ben nhá. Xe tải ben này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe tải ben nhá. Nào. Wow. Đây là một chiếc xe bíp này các bạn ơi. Xe bíp nhá, một chiếc xe bíp đấy. Đó. Nào, tiếp theo nào. Wow, một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Máy xúc cát nhá. Đó, một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn luôn. Múc cát nào. Hai gầu luôn. Ba gầu luôn, đó. Nhiều xe quá rồi các bạn ơi. Tiếp theo là một chiếc xe lửa này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lửa nha. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Wow. Đây là xe khủng long ba sừng nha. Xe cần cẩu ấy các bạn ơi. Tôi hẹn các bạn ở video mới nha, bye bye nha. Rất là nhiều xe nha. Một chiếc xe bíp này, hai chiếc xe bíp này, ui ba chiếc xe bíp, bốn chiếc xe bíp các bạn ạ. Nào, tiếp tục thôi. Cái rổ màu xanh này nhá. Wow, cái rổ màu xanh này còn rất là nhiều xe trộn bê tông đẹp này. Một chiếc xe trộn bê tông này, hai chiếc xe trộn bê tông này, ba chiếc xe trộn bê tông này các bạn. Wow, bốn chiếc xe trộn bê tông luôn này. Ui, năm chiếc xe này. Ui, sáu chiếc xe trộn bê tông đẹp đấy các bạn ạ. Ui, bây giờ mình sẽ lật tiếp cái rổ màu đỏ lên. Ui, các bạn ơi, toàn là xe mô tô thôi. Đây, có xe người nhện này, xe máy nha. Một chiếc xe máy, hai chiếc xe máy này. Hai chiếc xe máy đấy. Ui, ba chiếc xe máy này. Ba chiếc xe máy đẹp quá. Wow. Đấy, các bạn ơi, bốn chiếc xe máy luôn này các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ lật tiếp cái rổ màu xanh lên này các bạn ơi. 2, 3, ui, có rất là nhiều xe này các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu này, một chiếc xe cần cẩu đẹp quá các bạn ạ. Hai chiếc xe cần cẩu này, wow. Đấy, các bạn ơi, xe cần cẩu, ba chiếc xe cần cẩu luôn. Bốn chiếc xe cần cẩu luôn này các bạn ơi. Wow, xịn quá các bạn, đẹp quá. Xe cần cẩu màu vàng, xe cần cẩu móc siêu to khủng lồ. Đây là một xe trộn bê tông siêu to khủng lồ đẹp quá các bạn ạ. Xe cần cẩu, cẩu xe trộn bê tông khủng long luôn này. Xe cần cẩu múc cát boli đẹp này các bạn. Xe cần cẩu múc cát này. Xe trộn bê tông, xe trộn bê tông các bạn ạ. Xe trộn bê tông đấy. Xe trộn bê tông đẹp này các bạn. Đấy, xoay được cả bồn luôn à. Đấy, xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe trộn bê tông xịn này, xoay được cả bồn luôn nhá. Đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Xe trộn bê tông này. Ồ, đây có một chiếc xe tải chuyên chở đất này. Ồ, đây có một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Wow, xe cần cẩu móc này. Xe cần cẩu móc, xe tải đen chở đất này các bạn. Xe máy xúc cát này. Ui, đây là một chiếc xe cần cẩu này. Đấy, xe trộn bê tông xịn này các bạn ơi. Xe trộn bê tông đẹp quá các bạn. Đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp, xoay được cả bồn cho đầu bê tông bên trong nhá. Wow, xịn quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Ui. Nào, bây giờ của mình đi tìm xe đồ chơi tiếp nào.
ở đây có một chiếc xe ô tô địa hình 2-3, có cả máy xúc cát này, có cả xe cứu hộ, xe bồn, xe máy kìa các bạn ơi, xe ô tô cảnh sát kìa. Ui, ở đây có rất là nhiều xe, cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Đầu tiên là một cái rổ điều khiển của những chiếc xe này các bạn ơi, đây là cái rổ của điều khiển của những chiếc xe nha, mình xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Đây là cái điều khiển này, rồi bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có những chiếc xe gì nào. Đầu tiên là một chiếc xe máy xúc cát đẹp này, đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát xịn xó đấy các bạn ạ, chạy bằng lốp này, chạy bằng bánh bằng cao su ấy, lốp bằng cao su ấy các bạn ạ, đấy bánh xích nha, đấy bánh xích hay quá các bạn ạ. Một chiếc xe máy xúc cát đẹp quá, mình rất là thích chiếc xe máy xúc cát luôn đấy các bạn ơi. Đấy, điều khiển tiến lùi xoay 360 độ, ủi lốp bằng cao su ấy các bạn ạ. Đấy, bánh xích bằng cao su nhá, bánh xích bằng cao su ấy. Bíp 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 bíp. Ui hay quá các bạn ơi. Bíp 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 bíp. Wow, các bạn ơi, đây là một chiếc xe mô tô. À, đây là một chiếc xe địa hình xịn quá các bạn ạ. Đây là một chiếc xe địa hình đẹp quá các bạn ơi. Wow, hay chưa? Ồ, một chiếc xe địa hình xịn sò. À, đây là có một cụ làm một chiếc xe địa hình đấy các bạn ạ. Ô tô